Minh được tử vi hoan hỷ chờ đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm thìn tháng giáp ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ. Về ngũ hành ngũ hành niên mệnh trường điêu thủy ngày nhâm thìn tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng vai nạp âm trường điêu thủy kỵ tuổi bính tuất giáp tuất ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày thìn lồng hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu, và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính tuất giáp tuất bính dần tuổi xung trong tháng tuổi mão tý nhâm tý canh dần vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hoàng sa, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao tứ thời cô có, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đuốn xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu trải qua một ngày làm việc thuận lợi nhờ có được sự giúp sức của tam hợp cục phù trợ. Chỉ cần bạn tuổi Tý quyết tâm và giữ vững tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt thì bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đã đặt ra. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư, có thể đưa ra những quyết định về đầu tư kinh doanh khá chính xác và hơn thế, bạn mạnh còn có cơ hội tiếp xúc và tạo mối quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai của bạn về sau này nữa. Tuy nhiên, ạ trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tý cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nếu giữa đôi bên xảy ra sự xích mích thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu chờ người kia xuống nước trước vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đưa ra được những quyết định về đầu tư chính xác tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên cố tình lờ đi những xích mích về tình cảm về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 18, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi, cái điều này dễ làm cho bạn tuổi xỉu gặp phải những điều không như ý trong sự nghiệp. Nhiều chuyện đang thuận lợi, bỗng dưng gặp trục trặc có thể khiến cho bạn tuổi xỉu cảm thấy chán nản và thất vọng nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình bởi rất có thể họ chính là kẻ niếm đá giấu tay phá khiến cho công việc của bạn phải gặp nhiều trở ngại bạn cần phải chú ý tới các đối tượng đang tiếp cận với mình ngày này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi sửu là người thông minh nhưng lại quá cứng nhắc, thích làm một việc, thích làm một mình và không muốn hợp tác với người khác. Và bạn tuổi Sửu nên học cách làm việc chung, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể như vậy. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên quá buồn bã, chán nản. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận kéo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, hợp tác với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29 số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi dần bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang phải chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi dần, dù bạn là người vốn nhanh nhẹ, năng động, sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách, song bạn không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe theo những lời kích bác của người khác, khiến cho bản thân của bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần, bạn cũng rất dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp. Sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp cho bạn tiến bộ hơn, nhưng nếu như là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa ra nhé. Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này làm cho bạn tử dần sẽ nảy sinh những mâu thuẫn với con cái của mình và bạn tử dần bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối cãi lời mình cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhanh nhẹn năng động sẵn sàng đối diện với những khó khăn tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên nóng vội khi nghe người khác kích bác tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ vướng phải sự cạnh tranh hoặc là tranh chấp tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dễ đưa ra quyết định thiếu đi sự chính xác vì tính cách bốc đồng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên lắng nghe và thấu hiểu cho con cái và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 8, số 27, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão nhờ có tam hội giúp sức cho nên những kế hoạch của bạn thực hiện từ trước đã có những bước tiến triển vững chắc và nhanh chóng vì lý do này bạn mệnh tuổi mão trở nên tự tin và quyết đoán hơn bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cũng đang gặp được vận quý nhân xuất hiện sẽ giúp cho bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như là đưa ra định hướng cho tương lai hứa hẹn cho bạn. Và sau khi vượt qua được những khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Và ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi mão cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, và trong gia đình, vợ chồng cần phải thống nhất ý kiến với nhau, chứ không nên mọi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia của mình nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ kế hoạch đề ra phát triển thuận lợi từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tìm ra định hướng cho tương lai từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim vợ chồng không nên cãi cọ chiến tranh lạnh với nhau và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 30, số 40, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021, với bà tử thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử phi cho thấy bà tử thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình, cái điều này tác động lên bạn tử thìn làm cho bạn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. bạn tử thìn chẳng những không muốn ai can thiệp vào công việc của mình đang làm, cũng như là không muốn hợp tác với người khác. bạn đang tự tách mình ra khỏi tập thể, khỏi đám đông nữa rồi đó ngoài ra trong ngày này với bạn tuổi thìn bạn cũng đang rất độc đoán và sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình nên dù bạn có đạt được thành tích cao người khác cũng không thấy muốn chủ động tiếp cận với bạn bạn đừng có vội tờ vô tình khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy bạn tuổi thìn nhé ngày này bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt cho thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu loạt tai những lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Bạn đừng có cho rằng người khác luôn sai, còn mình luôn đúng như vậy. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, có xu hướng, tự cô lập bản thân, từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều với mình. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Và đánh giá của bàn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 40, số 58, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi tỵ bước sang ngày chủ nhật này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này bạn tuổi tỵ là người rất thông minh và linh hoạt và bạn có thể đưa ra được nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau và điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng gây được ấn tượng với đồng nghiệp bạn bè và cả cấp trên những người có chức tước trong xã hội nữa Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi tỵ bạn cần phải học cách hợp tác với mọi người. Và đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến cho bạn không thể phát huy được hết khả năng. Nhưng thực ra, có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tỵ đang có được một ngôi nhà khá yên bình, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần bạn về đến nhà, sau khi trông thấy con cái, là bạn đã cảm thấy thoải mái, tự nhiên ngay lại. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bạn là người thông minh, linh hoạt, có cách xử lý vấn đề độc đáo, ấn tượng. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, hợp tác với mọi người không nên tự tách mình ra từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc gây được ấn tượng với mọi người xung quanh từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim luôn yêu thương và trân trọng gia đình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng có để cho người khác có cơ hội chê cười mình vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 17, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bạn tuổi ngọ, bạn có quyền tin rằng nếu gặp khó khăn, mình chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác và trong ngày này với bạn tới ngọ, gia đình, bạn mệnh luôn quan tâm tới nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ có sự cãi vã nặng lời với nhau, dù đôi bên có ý kiến trái chiều đi chăng nữa, bạn cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt được qua mọi sóng gió của cuộc đời. và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021 theo âm lịch là ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này lại không tốt để cho bạn thực hiện đa số công việc, trừ công việc như là lấp hố rảnh, đắp đê. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ, nếu như có kế hoạch trọng đại muốn thực hiện trong ngày hôm nay thì nên xem xếp lại, có thể đợi tới một ngày khác phù hợp hơn cho mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua được sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc không nên thực hiện những công việc quan trọng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 4, số 27, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi mùi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này đem lại nhiều ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ vướng phải nhiều chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè, đồng nghiệp, anh em. Tuy nhiên, thông qua việc này, bạn cũng nhìn rõ được bản chất của mọi người nữa. Và hôm nay với bạn tuổi mùi, bạn không nên đưa ra những phán đoán, vọa đoán hoặc là dễ dàng tin theo lời một phía từ bất cứ ai. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn tuổi mùi cần phải biết cách quan sát đa chiều để không rơi vào bẫy của những người muốn lợi dụng mình. Ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tay. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trong công việc. Nếu như việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên vội vàng nghe theo những lời kể từ một phía của bất cứ ai. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không nên hành động nóng vội, kết luận, võ đoán. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sẵn sàng tinh thần để đối diện với những điều không mong muốn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nhìn rõ hơn bản chất của con người cũng như là sự vật, sự việc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 33, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi thân bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thân làm việc vô cùng hiệu quả nhờ thế mà bản mệnh không còn là người uh, tiểu tít nữa mà cảm thấy rất hào hứng hơn hẳn những ngày thường Bên cạnh đó, bạn tuổi thân cũng nhận ra được điểm mạnh của mình và có cách để phát huy chúng nữa. Và ngày này với bạn tuổi thân, nếu như những ai tham gia thi cử thì sẽ gặp được nhiều may mắn và bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được bình tĩnh khi bước vào phòng thi và qua đây có thể thấy bạn không hề thua kiếm bất cứ ai trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang vô cùng hòa hợp bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình từ đó đôi bên sẽ tìm được cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tin tưởng vào năng lực của bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 42, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nhị hợp cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu thường hay do dự thiếu đi sự quyết đoán đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai và nếu như bạn đang còn băn khoăn, bạn có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng. Trong mối quan hệ xã hội của bạn tử dậu ngày chủ nhật này, bạn có cách đối nhân sự thế hợp lý, nhờ vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Đặc biệt là bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu. Ngày này với bạn tử dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho mối quan hệ gia đình của bạn trong ngày hôm nay rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Nửa kia là động lực giúp cho bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên và cho dù trước mắt bạn phải đối diện với bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hay chần chừ do dự thiếu đi sự quyết đoán tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không ngừng cố gắng tiến lên phía trước vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 45, số 69, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi tốt, Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất xỉu mùi, cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp ngày hôm nay. Nếu bạn là người mắc phải khuyết điểm thì với bạn tuổi Tuất hãy dũng cảm đứng ra, nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, thậm chí là đổ tội cho người khác trên phương diện tài lộc của bạn tử tuất ngày chủ nhật này để tránh rơi vào tình trạng thất thoát đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán tránh ký kết hợp đồng đặc biệt là những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay cho dù bạn có sốt sáng đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải giữ bình tĩnh chờ đợi thời cơ khác thích hợp cho mình và ngày này với bạn tử tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của mình. Tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Bạn cần phải nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như là xương khớp, dạ dày, bệnh về thần kinh nữa. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Từ vi tuổi màu tuất thuộc mệnh mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng từ vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim chờ đợi thời cơ khác sẽ thích hợp cho mình từ vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 14 số 53 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình có ý đồ không lành mạnh dù được nhiều đối tượng khác giới săn đốn và bạn tuổi hợi cũng không nên lấy đó làm mừng và phải biết giữ khoảng cách thích hợp với họ trong ngày này đối với những bạn đã có gia đình thì cần quan tâm tới nửa kia nhiều hơn không nên làm việc theo cảm xúc của riêng mình muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu, đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình mà thôi. Ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy về phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay lại rất tốt. Bạn có thể phát tài một cách nhanh chóng, thậm chí là chỉ dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lấy đó làm niềm vui bất ngờ, chứ không nên nghĩ tới việc sống dựa vào đó. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc quan tâm nhiều hơn tới nửa kia. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có cơ hội phát tài nhanh chóng dựa vào vận may tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tử thân vận động không nên nghĩ tới việc ăn mày Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 11, số 22, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào tạm hẹn gặp lại.